Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà về kết quả việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo quy định số 124 của Ban Bí thư và quy định số 06 của Thành ủy Đà Nẵng. Đây là chuyên đề giám sát được Mặt trận thành phố triển khai nhằm góp phần thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, để thực hiện việc nêu gương trong cán bộ đảng viên, Đảng ủy phường Phước Mỹ đã ban hành quy định số 03 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc phường. Hàng năm Đảng ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn Ủy ban nhân dân, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và các chi bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn, cơ quan, đơn vị, vai trò, trách nhiệm được giao của từng cá nhân, đăng ký cam kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05, chỉ thị số 29 theo nội dung 5 xây 3 chống. Quy định 101 của Ban Bí thư, từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy phường đã thực hiện 38 buổi tiếp công dân định kỳ. Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức 97 buổi tiếp dân, tiếp nhận 55 đơn thư phản ánh kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng, an ninh trật tự.